Năm 2013, tại huyện Phí, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, sự biến mất bí ẩn của một cặp vợ chồng trẻ khiến ai nấy cũng cảm thấy hoang mang. Có rất nhiều nghi vấn được đặt ra xung quanh sự biến mất này. Nhưng khi có sự vào cuộc của cảnh sát, manh mối dần dần hé lộ. Sự thật sau sự biến mất này khiến cho ai nấy cũng một phen khiếp sợ. Hãy cùng đón xem video ngày hôm nay để giải mã sự biến mất này nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ An X. Buổi sáng ngày 15 tháng 5 năm 2013, bà Lưu ở huyện Phí, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc thức dậy rất sớm để nấu bữa ăn sáng, chờ vợ chồng con trai qua ăn cùng. Cả nhà đã hẹn nhau ăn sáng lúc 7 giờ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, bà Lưu đặt bát đũa lên bàn, rồi đợi hai con tới. Bà Lưu nhìn đồng hồ lúc này đã là 7 giờ 30. Thấy con chưa tới, bà Lưu đứng dậy đi lòng vòng. Ban đầu bà nghĩ, có lẽ Kiện và Thanh tối qua về nhà muộn nên mệt mỏi, hôm nay lại là chủ nhật nên nằm nướng thêm một chút. Nhưng 30 phút nữa lại trôi qua, vẫn chưa thấy họ đâu, bà Lưu cảm thấy hơi bực bội trong người. Kiện và Thanh chưa bao giờ có tác phong trễ nải như vậy. Nếu như có sự cố gì không thể tới, thì một trong hai sẽ gọi điện báo cho mình biết. Đằng này đã quá hẹn 1 giờ đồng hồ mà vẫn không thấy mặt mũi hai người đâu. Bà Lưu chạy vào phòng, lấy điện thoại ra gọi cho Kiện. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Bà chuyển sang gọi cho Thanh thì không thể kết nối được. Lúc này bà Lưu có chút bối rối. Linh tính xảy ra chuyện chẳng lành, bà liền lấy xe chạy qua nhà con. Đến nơi thấy cổng không khóa, Kiện và Thanh thường ngày cửa nẻo rất cẩn thận, nhưng tại sao hôm nay lại không đóng cổng mà chỉ khép hờ. Càng nghĩ thì càng cảm thấy bất an. Bà Lưu bước một mạch vào trong, vừa đi vừa gọi to tên hai con nhưng không nghe tiếng ai trả lời. Cửa nhà mở toang, đèn trong nhà vẫn đang được bật, mặc cho ngoài trời sáng trưng. Bà Lưu bắt đầu đi đến từng phòng trong nhà, từ tầng dưới đến tầng trên, nhưng vẫn không thấy con trai và con dâu. Chỉ thấy ở trên bàn có một số đồ ăn thừa và vài chai rượu rỗng. Bà Lưu chạy ngược ra ngoài thì bất ngờ phát hiện một chú chó con nằm ở góc sân với nhiều vết máu đỏ đã khô lại. Đó là con chó Kiện vừa xin về nuôi để giữ nhà và bầu bạn với vợ mỗi lúc mình đi vắng. Bà Lưu nghĩ rằng chắc chắn hai vợ chồng đã xảy ra chuyện gì đó. Nhớ lại những chai rượu rỗng trên bàn, bà Lưu suy đoán có lẽ Kiện và Thanh cãi nhau, chuyện Kiện ăn uống say xỉn. Thanh tức giận bỏ đi và Kiện thì đã đi ra ngoài tìm. Biết con dâu có một số người bạn ở gần đây, bà Lưu đạp xe đi hỏi thăm xem Thanh có ghé nhà họ không. Nhưng tất cả đều nói rằng Thanh không hề đến. Bà Lưu không biết phải làm gì nên quay trở lại nhà gọi điện cho em trai mình là ông Bình cùng nhau đi tìm kiếm. Cả hai dành nguyên một buổi sáng chạy đến nhà bố mẹ Thanh cũng như là đến nhà hàng nơi Kiện làm việc. Kết quả là đồng nghiệp nói Kiện đang trong kỳ nghỉ phép 2 ngày. Còn về phía bố mẹ Thanh thì lại càng nhiều ngày rồi không gặp mặt con gái. Nỗ lực tìm kiếm không thành công, bà Lưu và em trai quyết định trình báo. 15 phút sau khi nhận được trình báo, xe cảnh sát đã có mặt tại địa chỉ vừa được cung cấp. Cảnh sát lập tức bắt tay vào khai thác thông tin từ phía bà Lưu. Bà Lưu cho biết con trai mình tên đầy đủ là Trương Kiện, 26 tuổi, vợ Kiện là Hạ Thanh, 24 tuổi. Hai người quen biết nhau thời còn đi học, cùng nhau ra nước ngoài làm việc và đạt được những thành tựu nhất định về mặt danh tiếng lẫn tài chính. Sau thời gian hẹn hò, Kiện và Thanh quyết định tiến tới hôn nhân. Cả hai trở lại quê hương và chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình. Ngày 24 tháng 10 năm 2012, Trương Kiện vốn là một đầu bếp giỏi, nên sau khi trở về quê hương, anh liền được nhận vào bộ phận nhà hàng của một khách sạn trong thị trấn. Hạ Thanh thì lui về làm nội trợ. Cô không xin việc ở công ty mà học chồng một số công thức nấu ăn và mở một quán đồ ăn vặt ở chợ đêm địa phương. Đôi vợ chồng trẻ quyết định trở về quê hương, một phần là vì thích không khí nơi này, một phần là để dễ bề qua lại chăm sóc bố mẹ hai bên. Ngôi nhà mới của hai vợ chồng là một ngôi nhà biệt lập có vị trí tương đối hẻo lánh, xung quanh là rừng cây và ao nước. Bên cạnh
tuy có một ngôi nhà nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu. Bà Lưu ban đầu tỏ ra lo lắng và phản đối nơi ở này. Bà cho rằng nhà ở này vắng vẻ, không có hàng xóm. Nếu xảy ra chuyện gì bất chắc thì sẽ không ai phát hiện. Tuy nhiên, Kiện và Thanh vẫn nhất quyết muốn sống ở đây nên bà Lưu không có ý kiến gì nữa. Bà Lưu cho biết khoảng cách giữa nhà và nơi làm việc của Kiện hơi xa. Hàng ngày con trai phải tranh thủ dậy sớm, đôi khi lại trở về nhà vào lúc tối muộn. Vào mùa cao điểm như lễ Tết, Kiện thường làm tăng ca, thậm chí là ở lại trong khu nghỉ ngơi dành cho nhân viên. Những buổi tối Kiện vắng nhà, bà Lưu thường qua ở với con gái cho vui, cũng là để phụ giúp con gái dọn dẹp hàng quán. Cũng theo bà Lưu, hôm qua con trai gọi điện bảo sáng nay sẽ cùng vợ đến nhà dùng bữa sáng. Kiện còn đặc biệt dặn mẹ chuẩn bị một số thức ăn bồi bổ cho vợ vì cô đang mang thai. Hai người nhất trí sẽ đến lúc 7 giờ, tuy nhiên họ đã không đến, điện thoại cũng không liên lạc được. Về mối quan hệ xã hội của Kiện và Thanh, bà Lưu chia sẻ, vì cả hai từng làm việc ở nước ngoài nên dường như có rất ít bạn bè. Kiện tính cách thật thà, lại biết yêu thương quan tâm vợ. Còn Thanh được rất nhiều người yêu mến vì có ngoại hình ưa nhìn, nết na, hiền lành. Duy chỉ có một điều về con trai mà bà không hài lòng, đó là những lúc say xỉn lầy lội. Thanh đã nhiều lần đề nghị chồng chỉnh đốn vấn đề này, tuy nhiên Kiện vẫn chưa thay đổi được. Bà Lưu cũng nêu lên quan điểm nghi ngờ Kiện và Thanh đã xảy ra tranh cãi sau khi Kiện nhậu xỉn rồi Thanh bỏ nhà đi. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin của người mất tích, cảnh sát bắt đầu tiến hành tìm kiếm manh mối tại hiện trường. Ngôi nhà của Kiện và Thanh nằm tại điểm giao cắt giữa hai thôn và thị trấn huyện Phí, tỉnh Sơn Đông. Phía bắc có một ngôi nhà gỗ bỏ không, chó mèo thường kéo nhau đến đây. Phía nam là rừng cây và ruộng rau. Phía tây ngôi nhà là sông Ôn Lương, lượng nước quanh năm dồi dào. Cách đó vài trăm mét có một ngọn đồi. Mặc dù nằm ở vị trí hẻo lánh, nhưng ngôi nhà được ốp gạch men rất đẹp. Phần sân trước khá rộng rãi, tường xi măng xây quanh, cánh cổng sắt bề thế. Kiểm tra từ ngoài vào trong, cảnh sát chú ý thấy có hai thiết bị giám sát ở phía đông và phía tây ngôi nhà. Theo đánh giá, góc nhìn của hai camera có thể bao quát cả sân. Nhưng dây cáp của cả hai thiết bị đều đã bị cắt bằng dụng cụ sắc nhọn. Không dưng mà chủ nhà lại đi cắt lượt hai dây cáp như vậy. Cảnh sát tin rằng có người khác đã làm chuyện này với mục đích xấu. Sau đó đội điều tra còn tìm thấy nhiều vết leo trèo và dẫm đạp rõ ràng trên tường bao. Dấu giày chồng chéo lộn xộn phía trong và phía ngoài một khu vực tường. Quá trình phân tích, đội điều tra xác định nó thuộc về 4 người khác nhau. Những chi tiết trên khiến cho cảnh sát càng chắc chắn hơn về việc ngôi nhà đã bị một nhóm người đột nhập. Trên bàn ăn tại phòng khách có một đĩa thịt kho, tàn thuốc và 6 chai rượu rỗng. Bà Lưu cho biết con trai mình không hút thuốc, không có sở thích ăn thịt. Con dâu đang thai nghén, dị ứng với thức ăn có mùi cho nên điều này dường như rất kỳ lạ. Dựa vào những manh mối vừa thu thập được, đội điều tra kết luận đây không phải là một vụ mất tích đơn giản. Nếu bữa ăn được chuẩn bị trước đó bởi những người mất tích, có khả năng nhóm người lạ đến đây là người quen của nạn nhân. Nhưng nếu là người quen thì tại sao lại trèo tường vào mà không đi bằng cửa chính? Để nhanh chóng làm rõ sự thật, đội điều tra đã huy động thêm một số cán bộ đến hỗ trợ. Đội điều tra lúc này được chia thành hai nhóm, một nhóm tiếp tục khám nghiệm hiện trường, nhóm còn lại tìm kiếm manh mối xung quanh ngôi nhà. Ngay sau đó, nhóm khám nghiệm hiện trường đã có những phát hiện mới. Nhiều song sắt của cửa sổ phòng khách bị kéo ra và bẻ cong, tạo thành những khoảng trống rộng 40cm và cao 36cm. Khoảng cách này được đánh giá là đủ để một người có vóc dáng nhỏ chui vào. Bên trong căn nhà rất bừa bộn, có một cây chổi lau nhà bị gãy vứt dưới gầm sofa. Hai ghế đầu gỗ loại thấp bị lật ngã. Bên cạnh máy giặt cầu thang có một thanh gỗ bị gãy. Kiểm tra đến phòng ngủ của hai vợ chồng, thoạt nhìn căn phòng không có gì là bất thường. Tuy nhiên khi bước vào trong kiểm tra, cảnh sát thấy tấm hình chụp chung của Kiện và Thanh bị lật úp xuống bàn, hộc tủ bị kéo dở. Trên bàn có một kệ đựng mỹ phẩm, nhưng mỹ phẩm không được đặt đúng vị trí mà nằm lăn lóc bên ngoài. Tủ quần áo bị mở toạc, tất cả quần áo chất đống dưới sàn. Trong tủ có nhiều vỏ dưa hấu, đầu mẩu thuốc và hai chai nước ngọt uống dở không được đậy nắp. Một chiếc gương vỡ nằm ngay cạnh tủ quần áo.
tiến lại gần đầu giường, cảnh sát phát hiện ga giường đã biến mất. Trên giường còn lại một chiếc đệm, hai cái gối và chăn. Khi lật chiếc gối và chăn lên, cảnh sát phát hiện một số vết máu nhỏ. Các cảnh sát nhận định vết máu này còn khá mới. Ở những vị trí có dấu hiệu được lau chùi, đội điều tra cũng phát hiện vết máu nhờ sử dụng thiết bị chuyên nghiệp. Dưới gầm giường phát hiện được quần áo dính máu, trong đó có một chiếc quần nội y nữ bị rách. Sau khi được bà Lưu nhận dạng, bộ quần áo dính máu là của con trai và con dâu, còn đồ nội y thì chính bà đã mua cho con dâu. Nhìn bộ quần áo dính nhiều vết đỏ, bà Lưu cảm giác lo lắng, thất thần. Lúc này, bà chỉ biết thầm cầu nguyện cho hai vợ chồng vẫn được an toàn và đặt hết niềm tin vào các cán bộ điều tra, mong họ sớm tìm thấy con dâu và con trai mất tích của mình. Mặc dù cảnh sát đã ra sức an ủi bà Lưu, nhưng dựa vào những manh mối trên, mọi người có mặt đều nghi ngờ rằng rất có thể cả hai người đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, trong một căn phòng nhỏ cạnh phòng ngủ, đội điều tra còn tìm thấy một bàn máy tính. Sau khi kiểm tra, màn hình không bị tổn hại nhưng CPU đã bị lấy mất, dây điện cũng bị cắt đứt. Đến thời điểm hiện tại, có vẻ như đây là một vụ trộm và cố ý gây thương tích. Việc quan trọng lúc này là phải nhanh chóng tìm ra tung tích của hai vợ chồng Trương Kiện. Đội điều tra sau đó đã tiến hành khám xét toàn diện các hồ chứa nước và vùng đồi xung quanh khu vực. Đến 12 giờ 50 phút trưa, cảnh sát trục vớt được một chiếc túi nhựa kỳ lạ từ sông Ôn Lương gần nhà Kiện. Khi mở ra thì phát hiện bên trong có một ít rác sinh hoạt, hai bộ quần áo nam nữ còn nguyên vẹn, chai nước và một số vật dụng cá nhân khác. Bà Lưu lập tức được gọi đến. Bà xác định quần áo đó là của con trai và con dâu mình. Trong chiếc quần jean nam, cảnh sát tìm thấy hai thẻ ngân hàng, một thẻ trợ cấp xã hội của một người họ Phó và một giấy đăng ký kết hôn. Đội điều tra ngay lập tức điều tra danh tính chủ nhân của tấm thẻ trợ cấp xã hội được tìm thấy trong túi quần jean. Rất nhanh, cảnh sát đã xác định đối tượng trên là một ông lão ở thành phố Thái An. Ông lão tên đầy đủ là Phó Lôi, 75 tuổi. Đối diện với các trinh sát, ông Lôi khẳng định mình không hề quen biết gì với Trương Kiện và Hạ Thanh. Ông Lôi kể, vài ngày trước mình đánh rơi thẻ trợ cấp xã hội trên đường đến nhà người thân. Mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn không thể nào tìm ra. Ông Lôi suy đoán có thể Trương Kiện đã vô tình thấy nó trên đường và nhặt lên. Ban đầu, cảnh sát có hơi nghi ngờ. Tuy nhiên, xét về độ tuổi, khả năng di chuyển của Phó Lôi, đội điều tra tin rằng ông ta không có khả năng trèo tường đột nhập vào nhà vợ chồng Kiện. Vừa khi chuẩn bị rời khỏi nhà ông Lôi, viên cảnh sát đã nhận được thông tin từ các đồng nghiệp rằng tìm ra được manh mối quan trọng. Theo đó, dọc theo thượng nguồn sông Ôn Lương, tổ điều tra tìm thấy một trạm bơm nước bị bỏ hoang. Tại địa điểm này, cảnh sát tìm thấy nhiều vết đỏ khô dính dưới đất. Trên mặt đất có vết trượt dài. Lần theo dấu vết, cảnh sát tìm thấy một bó thân cây ngô còn rất tươi, dựng đứng trên một khu đất cao. Mọi người thắc mắc, trạm bơm nước nằm ở nơi hẻo lánh, không có đất canh tác, vì sao lại có thân ngô tươi ở đây? Điều này quả thật là rất bất thường. Cảnh sát ngay lập tức đã gỡ bỏ những thân cây ngô xuống và bất ngờ phát hiện bên trong có một hang động bí ẩn. Miệng của hang động có đường kính khoảng 1,5 m. Hang động cách mặt đất gần 3 m. Cảnh sát đến cửa hang, họ nhận ra một số vết máu dính trên bức tường đá của cửa hang. Không chút do dự, cảnh sát trực tiếp vào trong để kiểm tra. Có rất nhiều dấu giày lộn xộn trong hang. Qua ánh đèn pin, đội điều tra phát hiện dạ khô và một số thân cây ngô tươi chất đống. Khi kéo dạ khô và thân ngô ra, các cảnh sát giật bắn mình bởi hai đôi chân người, một to một nhỏ. Bà Lưu nhanh chóng được đưa đến hang động để xác minh danh tính. Kết quả, hai thi thể chính là vợ chồng Trương Kiện. Thi thể sau đó được cẩn thận đưa ra bên ngoài để thuận tiện hơn cho quá trình khám nghiệm tử thi. Trên người hai nạn nhân có nhiều vết thương, đặc biệt nạn nhân Hạ Thanh bị tổn thương xương ở nhiều vị trí. Cảnh sát phát hiện có nhiều mẫu tinh dịch khác nhau ở phần kín của nạn nhân nữ. Rất có khả năng Hạ Thanh đã bị xâm hại bởi nhiều người. Giám định pháp y xác định thời điểm tử vong là vào rạng sáng ngày 15 tháng 5. Nguyên nhân tử vong là do ngạt thở cơ học. Cảnh tượng này khiến ai nấy cũng không khỏi đau lòng, kể cả những điều tra viên giàu kinh nghiệm. Đội điều tra quyết tâm nỗ lực hết mình để đưa hung thủ ra ánh sáng. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án,
Ngay lập tức, đội điều tra gồm 10 người đã được tăng cường đến hỗ trợ phá án. Mở rộng điều tra xung quanh khu vực dân cư, cách nhà kiện không xa, cảnh sát đã thu thập được một số thông tin vô cùng hữu ích. Chiều ngày 14 tháng 5, một người đi làm dãy để ý thấy 4 thanh niên lạ mặt ở gần trạm bơm bỏ hoang gần nhà Trương Kiện trong khoảng thời gian dài. 4 thanh niên có biểu hiện ngó ngang lén lút, trông rất đáng nghi. Đến tối ngày 14 tháng 5, ông Hoa sống ở khu dân cư gần đó cho biết có nghe tiếng chó sủa liên tục ngoài đường nên chạy ra ngoài xem thử. Trong ánh sáng mập mờ của đèn đường, ông Hoa nhìn thấy 4 thanh niên đi về hướng nhà của Kiện, trong đó có một thanh niên to béo. Nắm được thông tin quan trọng này, đội điều tra đã tiến hành khoanh vùng một số người có ngoại hình quá cỡ tại địa phương. Trong lúc đang tập trung tìm kiếm, một cảnh sát đột nhiên nhớ ra chi tiết quan trọng. Vào hôm khám xét nhà nghi phạm Phó Lôi thì vô tình thấy con trai ông Lôi. Thanh niên này rất to con, cân nặng ước chừng lên đến 100kg. Cảnh sát sau đó đã bí mật điều tra con trai ông Lôi, phát hiện anh ta từng bị đưa vào trại giáo dưỡng vì hành vi trộm cắp. Ngay lập tức, đội điều tra trở lại nhà ông Lôi để thẩm vấn lần hai. Khi thấy các cảnh sát, ông Lôi tỏ ra vô cùng lo sợ. Đội điều tra sau đó đã hỏi ông Lôi về tung tích con trai thì ông Lôi nói không biết. Nhận thấy thái độ của ông Lôi là không thành thật nên cảnh sát đã ra lệnh cho người này tích cực hợp tác. Dưới sức ép của lực lượng chức năng, ông Lôi cuối cùng cũng tiết lộ sự thật. Lần trước, khi ông Lôi khai với cảnh sát, mình đã làm mất thẻ trợ cấp xã hội là đang nói dối. Thật ra, thẻ này ông Lôi giao cho con trai giữ vì sợ mình bất cẩn, vứt lung tung. Biết chuyện thẻ trợ cấp xã hội của mình nằm trong nhà người khác nên ông Lôi liền đoán được con trai đã làm việc xấu. Chính vì sợ lời khai của mình khiến cho con trai bị bắt nên ông ta buộc phải khai man. Ông Lôi kể, con trai mình, Phó Cương, thường chơi bời cùng 3 thanh niên nhà nghèo, vô công dỗi nghề. 3 thanh niên này là Trương Học Quân, 26 tuổi, Vương Cát Doanh, 22 tuổi và Triệu Phong, 17 tuổi, đều là dân địa phương. Sau khi ghi nhận thông tin kết hợp với thông tin từ người dân sống trong khu vực, cảnh sát suy đoán 4 người này là nghi phạm trong vụ án. Ngay lập tức, đội điều tra triển khai ngày đêm truy tìm tung tích của cả nhóm. Tiến hành điều tra bằng cách giám sát các nhà ga, bến xe và các nút giao thông huyết mạch. Vào khoảng 15 giờ ngày 17 tháng 5, cảnh sát biết được 4 tên đang trên một chiếc xe khách đường dài vừa rời bến ở huyện Ninh Dương, thành phố Thái An. Khi cảnh sát yêu cầu lái xe dừng lại, một tên đã chạy xuống nhưng bị vấp té. Cuối cùng, cả 4 nghi phạm đều bị bắt đưa về đồn. Đội điều tra đã tách riêng 4 nghi phạm và tiến hành lấy lời khai từng người một. Trong khi Phó Cương, Học Quân và Cát Doanh ngồi im thin thít, thì tên trẻ nhất trong nhóm là Triệu Phong đã thành thật khai nhận tội ác với mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Triệu Phong khai, Trương Học Quân là đầu sỏ, có biệt danh là Lão Đại. Không chỉ là có tuổi tác lớn nhất, mà còn vì hắn ta đã từng bị kết án 8 năm tù vì tội cướp tài sản. Quân được ân xá và thả ra vào năm 2011. Tất cả thành viên còn lại đều phải tuân theo mệnh lệnh và sự sắp xếp của quân trong quá trình hoạt động. Vương Cát Doanh tuy không có lý lịch ghê gớm như Lão Đại nhưng cũng từng vào tù ra tội. Hắn ta thể hiện mình giống như cố vấn quân sư giúp quân bày mưu tính kế. Phó Cương là thành viên mới, bố Cương là Phó Lôi, năm nay 75 tuổi, mắc bệnh tim nặng. Mẹ Cương không có khả năng lao động, cũng không thể kiểm soát được hành vi của con trai mình. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Cương bắt đầu ăn chơi lêu lổng. Để có tiền hội họp bạn bè, hắn ta thậm chí đã lấy tiền trợ cấp sinh hoạt của cha mình, khiến gia đình đã khó khăn lại thêm khó khăn. Quân và Doanh tình cờ gặp Cương và Phong trong một quán cà phê internet trên thị trấn. Khi nghe Quân rủ tham gia cướp của, Cương cảm thấy rất thích thú nên lập tức đồng ý. Mặc dù ban đầu có hơi sợ hãi, nhưng Phong vẫn bất chấp. Hắn ta nghĩ mình chỉ việc cướp, miễn không hại người khác là được. Vì đang muốn mua điện thoại iPhone nên Phong cuối cùng cũng quyết định nhập hội. Thời gian gần đây, Trương Học Quân nói với đồng bọn rằng mình phát hiện có một ngôi nhà mới được trang trí rất phong cách, có lẽ chủ nhà rất giàu có. Ngôi nhà này nằm trong khu vực hẻo lánh nên rất dễ ra tay. Ngôi nhà mà Quân nói đến chính là nhà của cặp vợ chồng trẻ Trương Kiện và Hạ Thanh.
Chiều ngày 14 tháng 5, cả nhóm đến trước cửa nhà Kiện định ra tay, nhưng nghe thấy bên trong nhà có tiếng của nhiều đàn ông nên tạm ngưng hành động. Bọn chúng trò chuyện và hút thuốc trong rừng cây trước nhà Kiện một hồi lâu, sau đó đến trạm nước bỏ hoang trốn và quyết định sẽ gây án khi trời tối. Khoảng 18 giờ tối, cả bọn thấy nhóm người trong nhà Kiện đã về hết, hai vợ chồng Kiện cũng lái xe máy điện ra ngoài nên lập tức thực hiện kế hoạch. Sau khi trèo tường vào trong sân, Cường phát hiện có camera giám sát ở hai bên nên leo lên cắt dây. Nhà Kiện có nuôi một chú chó để tránh nó sủa dẫn đến bị phát hiện. Quân đã dùng gạch tác động vào con chó khiến nó không thể sủa được nữa. Tiếp theo, cả bốn dùng sức bẻ cong song sắt ở cửa sổ phòng khách và đột nhập vào trong. Bước vào phòng vi tính trên lầu, Cường lập tức bật máy tính, xem camera giám sát, phát hiện quá trình cắt dây đều bị ghi lại. Vì không biết làm thế nào để xóa video, hắn ta cắt nguồn dây điện, định mang theo máy tính rời đi. Trong khi đó, Doanh và Phong lục lọi khắp nơi trong nhà, nhưng chỉ tìm được một ít tiền mặt, thẻ ngân hàng ở trong túi sách của Hạ Thanh nhưng lại không biết mật khẩu. Trương Học Quân không làm gì hết, chỉ ngồi nhìn đàn em hành động. Trong lúc ngồi trên giường ngủ của hai vợ chồng, Quân để ý đến bức ảnh của Hạ Thanh và Trương Kiện. Quân bị thu hút bởi vẻ đẹp của Hạ Thanh nên nảy ra ý định cùng với đồng bọn chiếm đoạt cô. Cả nhóm quyết định không rời đi mà chờ hai vợ chồng chủ nhà về để ra tay. Trong thời gian này, chúng lấy dưa hấu, nước ngọt, kem trong tủ lạnh ăn, vui vẻ chờ chủ nhân ngôi nhà trở về. Khoảng 19 giờ, Kiện và Thanh trở về nhà trong trạng thái rất vui vẻ. Ngay khi Hạ Thanh vừa mở cửa phòng ngủ đã bị Phong đè ngã xuống đất. Hạ Thanh lập tức phản ứng thì bị khống chế lại. Kiện thấy vậy thì chạy tới cầm ghế xếp đánh Phong. Cương và Doanh liền rút dao chế ngự hai người. Bọn chúng trói Kiện bằng dây điện. Chúng hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng nhưng Kiện quyết không chịu tiết lộ. Hạ Thanh không ngừng vùng vẫy. Nhóm bốn người sau đó đã nhìn chằm chằm vào Thanh với ánh mắt dâm đãng. Trương Kiện biết được ý đồ của bọn chúng với vợ mình nhưng bất lực, không thể làm được gì. Bọn chúng bắt Thanh dùng miệng để giải tỏa cho từng người trước mặt Kiện, sau đó từng người một chiếm đoạt cô. Hạ Thanh nói cô đang mang thai nhưng chúng nhất quyết không để ý. Trương Kiện khóc lóc nhưng không thể làm gì được vì đã bị băng dán miệng. Sau khi chúng thỏa mãn, nhóm côn đồ xuống nhà tắm, tắm rồi ra phòng khách xem tivi. Vừa xem tivi, chúng vừa cười nói vui vẻ giống như là đang ở trong nhà của mình. Xem xong, chúng lại tiếp tục thay nhau chiếm đoạt Thanh. Cứ cách một tiếng, chúng lại làm như thế. Biết Kiện là đầu bếp nên nửa khuya bọn côn đồ đã khống chế Kiện và ép Kiện nấu ăn cho chúng. Kiện ngoan ngoãn làm theo vì anh hy vọng bọn côn đồ giữ đúng lời hứa thả mình và vợ ra vào sáng ngày mai. Cả đêm hôm đó, Trương Kiện chứng kiến cảnh vợ mình mà anh không thể nào cầm lòng được. Trong căn phòng chỉ nghe tiếng cười của bọn chúng. Trương Kiện nghĩ rằng nếu như mình khai mật khẩu ngân hàng thì sẽ được thả nên anh đã tiết lộ nó cho bọn côn đồ. Sau khi biết được mật khẩu, Vương, Cát Doanh và Triệu Phong lập tức ra ngoài rút tiền. Triệu Phong mặc áo khoác của Hạ Thanh, lúc rút 11.000 nhân dân tệ từ máy ATM, tên Phong vui vẻ búng vào tờ giấy bạc, mỉm cười vì sắp có điện thoại mới. Khoảng 3 giờ sáng, nhóm côn đồ xả hơi sau nhiều lần kiệt sức. Chúng để nạn nhân tự mặc quần áo vào. Vương, Cát Doanh bật hết đèn trong phòng lên. Trương Học Quân yêu cầu đàn em chuẩn bị sát hại hai vợ chồng. Bốn tên sau đó đưa Kiện qua phòng máy vi tính, rồi dùng dây điện làm cho Kiện ra đi mãi mãi. Nhóm côn đồ di chuyển đến phòng của Hạ Thanh. Ngay khi Thanh nhìn thấy họ cùng nhau đi vào, cô dường như hiểu ra mọi chuyện và bật khóc. Sau đó, bọn chúng dùng hai túi ni lông làm cho Thanh ra đi mãi. Sau khi Thanh ra đi, Quân lấy nhũ hoa của cô để làm kỷ niệm. Sau khi hai người tử vong, bọn chúng vẫn ăn uống chơi bời, cười hả hê trong nhà của hai người. Sau đó, chúng bắt đầu lên kế hoạch giấu thi thể. Chúng nhớ đến gần đây có một hang động nên quyết định sẽ đem vứt Kiện và Thanh ở đó. Nhóm người bắt đầu quấn hai thi thể bằng ga giường và chiếc chăn bông tìm thấy trong tủ. Trương Học Quân và Triệu Phong chịu trách nhiệm di chuyển cơ thể của Hạ Thanh. Trong khi Vương, Cát Doanh và Phó Cương chịu trách nhiệm di chuyển thi thể của Trương Kiện. Sau khi thành công giấu thi thể, Vương, Cát Doanh và Triệu Phong quay lại hiện trường, dùng cây lau nhà chùi đi lượng lớn vết máu dưới sàn, dọn dẹp giường ngủ.
Trương Học Quân và Phó Cương đi kiếm thân cây ngô, một ít dạ khô để chất lên thi thể. Sau đó quay trở lại nhà Trương Kiện, cùng hai tên còn lại tiếp tục dọn dẹp hiện trường. Phó Cương thích chiếc quần jean của Trương Kiện nên lấy mặc vào và đút thẻ trợ cấp sinh hoạt của bố vào trong túi. Không lâu sau, hắn phát hiện có vết máu trên quần jean của Kiện nên nhanh chóng cởi chúng ra và mặc lại chiếc quần ban đầu của mình. Trong lúc vội, hắn quên lấy thẻ trợ cấp sinh hoạt trong túi quần của Kiện ra. Vương Cát Doanh tìm thấy ba cái túi nhựa nên cho quần jean của Kiện, áo của Thanh, rác thải sinh hoạt, giấy tờ đăng ký kết hôn của hai nạn nhân, một số vật dụng cá nhân khác vào trong. Khoảng 5 giờ sáng, ngày 15 tháng 5, Quân, Phong và Cương mỗi người mang một túi rác. Vương Cát Doanh mang CPU của máy tính đi dọc bờ sông Ôn Lương một đoạn về phía bắc. Chúng ném rác và CPU xuống sông để tiêu hủy bằng chứng nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Sau khi gây án xong, cả bốn tên về nhà, buổi trưa cùng nhau đến dự đám cưới một người quen như không có chuyện gì xảy ra. Khi mẹ của Trương Kiện, bà Lưu đợi mãi không thấy hai con đến ăn sáng, bà lo lắng tới nhà và gọi cảnh sát sau nỗ lực tìm kiếm không thành công. Qua điều tra, kể từ năm 2012, nhóm côn đồ hoặc đơn lẻ hoặc theo nhóm đã tới nhiều quận huyện của thành phố Tây Ninh, Thái An, Mạnh Âm, Bình Nghĩa, Phi Tiên thực hiện gần 100 vụ trộm tiền mặt, máy tính, đồ trang sức và các vật dụng có giá trị lên đến hơn 100.000 nhân dân tệ. Khi số tiền ăn trộm được tiêu hết, nhóm côn đồ lại thực hiện vụ trộm mới, lặp đi lặp lại giống như những người nghiện ma túy. Một khi đã lên cơn thì phải đi tìm thuốc. Sau khi Triệu Phong khai nhận về tội ác không lâu, ba tên còn lại cuối cùng cũng chịu nhận tội. Khi bị thẩm vấn, Vương Cát Doanh cúi gằm mặt nói: "Sau khi phạm tội, tôi lấy tiền đó mua quần áo, mặc vào nhưng không thấy vui vẻ gì. Thật ra tôi tin sớm muộn gì cũng có ngày này." Phó Cương thì cho biết mình bị ám ảnh sau khi gây án. "Tối nào cũng gặp phải ác mộng, giá như tôi không làm điều đó." Tên cầm đầu Trương Học Quân chia sẻ: "Lúc sát hại hai người, tâm lý của tôi rất hoảng loạn. Thực ra những việc chúng tôi làm không thể coi là con người nữa, mà là hành vi của súc sinh." Ngày 22 tháng 11 năm 2014, trong phiên tòa trung thẩm, tòa tuyên án tử hình Trương Học Quân, Vương Cát Doanh và Phó Cương. Bản án được thi hành vào ngày 22 tháng 6 năm 2016. Do phạm tội khi chưa thành niên, Triệu Phong chỉ nhận án tù chung thân. Đến năm 2019, bản án được giảm xuống còn 22 năm tù. Vì cách thức phạm tội dã man nên vụ việc đã gây ra ảnh hưởng lớn trên toàn bộ đất nước Trung Quốc. Khi bốn kẻ sát nhân được cảnh sát áp giải đến tòa, người dân vô cùng tức giận, vây quanh la hét đòi lại mạng cho gia đình Kiện và Thanh. Theo lời một tù nhân, bốn tên này bị coi thường trong tù và bị các tù nhân khác không xem ra gì. Trong vòng 45 ngày, Phó Cương bị các đại ca trong tù làm sụt gần nửa số ký. Vài người trong nhóm bọn chúng tự vẫn nhưng không thành. Triệu Phong thì sợ các bạn tù nên bị tâm thần. 10 năm đã trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, người ta vẫn đang chú ý đến việc khi Triệu Phong được ra tù, liệu hắn có chứng nào tật nấy nữa hay không. Một số người vẫn còn bị ám ảnh bởi hình ảnh của đôi vợ chồng trẻ và cả đứa bé vô tội trong bụng của Hạ Thanh. Các bạn cảm nhận về vụ án và bản án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm những kỳ án trên thế giới.